15 Mét Bình Dương xin chào bà con cô bác với cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15 Mét Bình Dương nha. Hôm nay thì cô Năm lên viếng mộ của thầy Minh Thiện ha. Con chào cô Năm nha. Cô mới lên viếng mộ chú Linh đúng không? Cô quải rồi anh Ngọc mới kêu là trong phòng này anh hùng trắng này đó. Trong hùng trắng đó cô. Ngọc kêu là con ở trong này cô cũng vậy con ơi, thầy con bỏ dài hơn quá, ông trời cũng thương tôi. Dạ. Ở nhà sao cô thích lúc nha dài. Thầy Minh Tội. Cô mới lên luôn hả cô Nam? Ừ, cô mới lên, cô đi đám giỗ cô ghé luôn. À, hiện gì thấy mặt đầm nè. Vậy là cô đó đi đám giỗ cô ghé hả cô? Ừ. Cho cô Nam biết thầy Minh Thiện ở trong đây cô Nam. Anh kêu anh nói. Ngọc nói nè, cô bắt chở đi luôn. Dạ. Vậy là ở nhà cô chứ cùng cũng xem. Ủa, vậy là thầy Minh Thiện chôn vậy mà nói thiêu. Ai nói thiêu? Ai nói thiêu cô? Bữa nói thiêu cô tưởng đâu thiêu tội ổng. Cô coi đâu mà ta nói thiêu cô? Mới đầu nói thiêu để đem hũ cốt về Mỹ. Vậy hả cô? Ừ, có đó, có cái clip đó đó. Dạ. Xong rồi nghe lại người chôn cô giật mình luôn á, tại vì cô có clip coi clip không? Dạ. Ổng đi được mấy ngày ta? À, hôm qua hai bữa nay ổng đi được 3 mấy ngày? Đi 3 ngày, ngày cô. 3 ngày bị sốt gì? 3 ngày mà để từ hôm đó tới giờ là lâu lắm, giờ mới chôn hả? Hay chôn được mấy ngày rồi? Chôn được chôn hôm qua rồi cô. Chờ 7 ngày sau đó mới được nhận về để làm đám tang. À thì ra là có vụ đó nữa. Phần ngắn số 47 với 49 tuổi là sâu lắm. Cô mà đừng dướng bà ngoại là bữa đó cô mua vé máy bay cô đi ra ngoài đó. Vậy hả cô? Cô muốn đi dữ lắm luôn. Cô mua gì đó là cô Năm? Không, cô mua cúng cậu Năm ngoài đó không à. Rồi anh Ngọc mới nói là tụi con ở trong đây nè. Dạ. Ủa tụi con đi quay ai chỗ này? Anh Ngọc mới nói là thầy Minh Minh Thiện. Minh Thiện đi chung với lại sư Minh Tuệ đó, ngày Minh Tuệ. Dạ. Cô mới nói trời ơi. Để vô này vô rất ngang liền. Hồi nãy có quyên bài na đây luôn nè. Ở đây mà. Hồi nãy hả? Nó nghe mùi. Anh quay lại. Nó quay nghe mùi hoa đó anh. Bài na cái trăm con á. Gì cơ vậy? Đông dữ vậy nè. Ồ, bốn nay già với lại một bài nay con. Ừ. Vậy vòng vòng này nè. Mới chôn phải không? Đúng rồi, có cái duyên cái mấy bữa cô có lên sớm cũng đâu có chôn ngày qua cô. À. Nay bữa nay đổ đan xong rồi, đứng, đứng giết là đó luôn mà nó nhìn ở đây nè. Bữa sáng này là đổ đan xong, vừa xong. Nhìn thầy mà mất thấy tội quá. Con lại mấy thầy ngoài kia không được. Vô đây con lại. Đó giờ cũng chưa có lại ai đâu. Clip nào không có tại tội với thầy quá.
coi ở đâu. À, sáng coi được cái clip ổng, ổng lấy căn cước, căn cước rồi sáng cũng mừng, yên tâm rồi. Ba lại này cũng lại riêng cho thầy Minh Thiện thôi. Còn hồi nãy mới lại riêng lại cho nguyên đoàn đó. Con cái đau rồi đòi được, không muốn đi nữa mà đi không được. Thầy cũng nằm yên nghỉ nha, số thầy về Việt Nam rồi, không ở bên kia. Thôi vô đây ở cho đây. Con thấy cô Nam khóc mà con cũng xúc động quá. Con cũng nghe, cô cũng nghe con bị vậy đó. Dạ. Cô cũng hiểu. Nhưng mà chuyện đời mà con có nói người ta, ta không thích mà nói thật thôi. Dạ. Chuyện đó là xui rủi cho tao ai muốn con. Nói chung là thầy Minh Tuệ là bây giờ là cũng an toàn rồi cô ơi. Dạ. Cũng đã tụi được con cũng có duyên tụi con ra gặp ổng. Dạ. Không phải ai cũng muốn gặp là được đâu, có duyên hết. Dạ. Con thì con được đảnh lễ một lần. Ừ. Dạ. Cô Năm lên đâu chưa? Mới lên con. Mới lên cúng giỏng xong cô ra đây. Tụi con thì cũng vừa chạy lên đây tí xíu. Dạ hả? Dạ. Anh Ngọc sợ tụi con về. Đâu có đâu, tụi con nói là chạy lên đây tí xíu. Lên đây rồi chút nữa cũng xuống chú, giờ cứ chạy lên chạy xuống vậy đó cô. Gần rồi phải không? Dạ. Có 500 mét. Hồi nãy cái lại đầu tiên cô lại cái. Cô biết ngày qua cô nào 18 cái rồi. Thầy. Cô nào biết ngày qua sư đi chôn này không? Không. Thì cô không cập nhật thông tin. Hôm qua cô không có coi. Cô chỉ biết Hồng Loan lên thôi. Thì 18 lại đó là cô. Cô lại y như là cô lại thầy Minh Tuệ đi chung với thầy này thôi. Còn ba lại sao là cô lại cho thầy Minh Thiện. Dạ. Đúng không? Dạ. 18 lại đó y như là cô cứ tưởng tượng như cô lại mấy thầy đang đi khắc thực ở ngoài đó đó. Dạ. Tại mình không ra được ngoài đó mình lại. Thì thôi mình lại có hiện diện của cậu thầy Minh Thiện ở đây mình lại. Lại 18 lại đó là mình xin mình lại đó. Ổng cũng có đi trong cái đoạn đó, tụi con hiểu không? Đi. Thì mình lại vậy đi. Rồi ba lại sau cùng là lại tiễn biệt ổng, tội nghiệp ổng quá. Nếu mà ổng đừng có đi cái ngày đó, ổng nghỉ, ổng không đến nổi đâu. Đúng không? Tại vì về liền á, mình đi theo thầy Minh Tuệ nó bị sốc nhiệt. Đi không nổi đâu. Dạ. Không phải giỡn đâu. Nói chung là căn số duyên của thầy đó đó rồi, đã hết chấm dứt. Trời ơi cô, mấy ngày nay cô toàn là coi ông thầy Minh Tuệ mà, cô ít coi trên này lắm. Dạ. Cô coi 1-2 lít thôi, cô thấy trên này bình yên rồi thôi, cô coi thầy Minh Tuệ. Dạ. Mà giữ tới bữa nay mới chôn cô hết hồn, tại vì, để lâu quá. Tại vì phải đợi vợ con bên Mỹ, gia đình bên Mỹ về làm thủ tục nhận xác. Trời ơi, còn có vụ đó nữa. Tại vì thầy là người quốc tịch của Mỹ, dạ. Không phải người ở Việt Nam nữa. Tôi qua Việt Nam không có chứ dám khẳng định được. Thôi thầy chôn ở đây cũng mãn nguyện rồi ha. Dạ. Cô sợ thiêu cũng ghê luôn. Cô tưởng đâu là thiêu rồi đem cái hũ cốt đem về Mỹ, thường thường là mấy bà vậy. Dạ. Hôm trước tôi còn cũng nghĩ vậy nhưng mà thấy có cái cá phó đó cô. Thiêu vậy là cũng tốt cho ổng. Dạ. Hôm qua tụi con cũng có ghi hình đầy đủ lúc mà đi chôn. Hôm qua cũng đông lắm con. Ừ. Vậy là mấy hôm nay thì bà con đến viếng cũng nhiều. Ừ. Đời người thấy vô thường thôi cô. Quá vô thường. Tang của thầy thì không có tích điếu, không nhận hoa quả gì hết. Ừ. Để cho thầy ra đi hành thản, cô không có mắc nợ. Đúng rồi, thầy đã đi khắc thực vậy, thầy không có là thầy Minh Tuệ luôn, cả mấy thầy cái đi là ý nghĩa là người ta đã giải thoát rồi. Dạ. Yeah. Ta không lấy một cái gì ta giải thoát rồi, ta chỉ xin ngàn bữa cơm ta ăn để người ta có sức ta đi khắc thực tiếp thôi, chứ người ta không có vướng víu một cái gì hết. Dạ. Con Năm biết tại sao mà vợ con cũng không để tang không? Ừ. Thì thầy cũng đã buông bỏ hồng trần hết rồi nên con cũng theo cái ý nguyện đó mà cũng được tan luôn. Đó là được người chị của thầy chia sẻ lại là như vậy. Dạ, thầy cũng mừng cho thầy. Không muốn vợ con cũng có cái tan để mà bắt đạo thầy nữa, thầy muốn buông bỏ hết. Thầy đi vậy mới là
kêu là giải thoát mà. Đúng rồi, giải thoát. Yeah. Giải thoát đó. Không có vướng bận đạo gì nữa trần gian. Nếu mà thầy không trong cái 13 đạo nè, cái gì đó. 13 hạnh đầu đà. 13 hạnh này nè. Cái hạnh ghê nhất là cái hạnh ngồi ngủ. Dạ. Yeah. Cô mới nói cho con biết cái hạnh ngồi ngủ gì, cái hạnh ngồi mà ép xác á. Kêu là tu khổ hạnh á. Dạ. Ngày xưa ông Phật Thích Ca ông tu khổ hạnh, còn cái ngày cuối cùng rồi nha. Là con chim leo đầu ổng nó hót rồi nó ỉa rồi nó làm tổ tùm lum, ổng dẫn hồi. Đó, ổng qua được cái kiếp nạn đó đó. Đó. Đó, chứ không phải giỡn đâu. Không có duyên gặp được thầy Minh Thiện ở đây là vui rồi. Dạ. Yeah. Chết thì sống thì mình cũng gặp được ổng ở đây mình vui rồi. Dạ. Yeah. À, mình không có cái duyên đi ra ngoài kia. Bữa đó cô rạo rực cô nói chứ. Trời ơi, mà lúc đó không ai coi bầu bãi hết trơn à, thiệt. Đi máy bay xe Đồng Hới đó. Dạ. Yeah. Xuống ngay Đồng Hới hay Đồng Hợi con? Đồng Hới. Đồng Hợi. Ừ. Xuống cái là đón xe đi vô Quế, vô Quảng Bình, Khởi Re, có gì đâu. Dạ. Yeah. Mà tại vì không có đi được, không có ai giữ bà ngoại hết. Mà mấy bữa đồng ngoại rất căng luôn, cô không có đi được. Còn bà ngoại mà không có cô là bác kêu suốt luôn á. Dạ. Yeah. Ừ. Bác kêu suốt luôn. Nay bà hết bệnh rồi bà không kêu. Còn bà mà mệt trong người bà kêu cô suốt luôn. Nay ngoại cũng khỏe hả cô? Không, bà ngoại chắc cô không. Cô sợ tháng sau là tháng tuổi bà đó. Dạ. Yeah. Ừ. Yeah. Năm nào cô cũng giái tháng giêng với lại tháng sáu. Sợ nhất hai tháng đó. Ráng giữ gìn sức khỏe để lo ngoại nha cô. Đó, cái bà bên Phú Hòa Đông đó. Yeah. Nuôi chồng chưa chết, bà chết trước. Trời đất. Yeah. Cái kiểu mà yeah. bị áp lực tiền bạc lực nữa đó, hiểu không? Yeah. Rồi lo thức đêm dậy sớm rồi rốt cuộc bà chết trước, ổng bỏ hai đứa con lại thấy tội lắm. Yeah. Bởi mấy đứa vậy con cô cái... nó cũng thấy cô hôm nay cô ốm nhôm ha, hai con mắt cô sao quấy luôn, cô đâu có ngủ được đâu. Vậy là cái người một khỏe. Một đêm á bà ngoại bà nằm sao mà cứ đêm bà tụ xuống vậy nè, cô phải lôi bà lên. Dương Minh đâu con? Anh Niêu có về không? Dạ, Niêu đang quay thầy không ạ? Quay thầy không ạ? Không ngoại luôn. Qua Quảng Nam. Dạ. Yeah. Niêu như đang quay cái thầy sư thầy nào thì cũng đi chung luôn á. À, Như Ngộ với lại thầy Minh gì? Minh Thiện ở đây. Minh Thiện. Kêu nhiều thầy lắm á. Bảy mấy thầy lắm mà. Minh không à? Bảy hai thầy mà. Nói chung là giờ ảnh quay thầy nào tụi con cũng biết là tại vì rất là nhiều thầy bây giờ là mỗi người một hướng hết, là cho nên mình cũng không biết làm sao. Ừ. Có người thì về Long An, có người thì về Quảng Nam, Gia Lai. 71. Dạ. 71, 72 gì đó. Nói chung là bên cơ quan nhà nước thì cũng đã phân tán các thầy về các tỉnh nơi mà các thầy cư trú hết rồi. Chứ cô trong comment, cô toàn comment đó, nên tôi lại mấy người. Cô có linh tính cô nói trước luôn, cô nói thế nào cũng bị dẹp cho coi, kiểu này mà. Yeah. Cái ngày cuối cùng mà là phá hàng rào luôn á, cô có clip đó cô nói rồi, thế nào cũng tiêu. Ai ngờ đêm đó mẹ ông thật luôn, đêm đó luôn. Yeah. Không có để cho người ta đi mà quá trời quậy luôn. Yeah. Ai cũng có tâm đạo hết, ai cũng muốn thầy vuốt một cái để lấy cái hồng phước của ổng đó. Yeah. Ờ, ai cũng muốn vậy chứ không phải là người ta u mê hay là người ta nói chung là không phải là u mê mộ đạo, nhưng mà người ta có cái ta nghĩ ổng là ông Phật sống rồi. Yeah. Thánh rồi, chỉ có cần là thầy vuốt hay thầy cho chai nước hay thầy cho gì đó ha. Yeah. Là được cái phước đức lớn lắm. Yeah. Nên người ta mới bu vậy thôi, mình có không chửi người ta được. Yeah. Nhưng mình phải có trật tự chút xíu, làm quá. Tại đông quá cô, đông cô quá. Nói đúng không? Ai cũng muốn cho thầy vuốt mình vô Phật Bà Quan Âm, mình cũng muốn vuốt chân, vuốt áo bả vậy. Thì giờ ổng chỉ cần vuốt lên trán hay là, nhưng mà thầy không làm vậy đâu. Nhưng mà nói được, ai cũng muốn nói với thầy mấy câu cho nó. Nói chung là ai cũng tham vậy đó chứ không có gì hết. Dạ. Yeah. Yeah. Mà cứ thầy đi tới đâu là dân đi theo tới đó. Thầy đi tới đâu là nhân duyên gieo duyên tới đó. Dạ. Yeah. Đi heo quá trời luôn. Ừ, thầy đi tới đâu là gieo duyên tới đó, mà thầy đạp lên đất chỗ nào là chỗ đó là ngon lành á. Yeah. Dạ. Sung sướng chứ không phải như mình. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi tụi con cảm ơn cô Nam nhiều nha. Ừ. À, đến viếng mộ thầy Minh Thiện cũng như là mộ của con người sĩ tu Du Linh. Ừ. Rồi cảm ơn cô Nam nhiều, chúc cho cô Nam nhiều sức khỏe nha. Dạ. Ừ. Yeah. Ngọc đâu rồi, Ngọc ơi. Rồi đến đây thì mình làm hết tình duyên, con xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, với cô chú, anh chị rất là nhiều nha. Bà con xem video nhớ nhấn like cũng như đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.